Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế 4G LTE diễn ra trọn một ngày hôm nay 18 tháng 8, các diễn giả là chuyên gia viễn thông hàng đầu trong nước và quốc tế đã nhìn nhận đây là thời điểm chín muồi lý tưởng để Việt Nam cấp phép cho các nhà mạng triển khai chính thức dịch vụ 4G nhằm đáp ứng các đòi hỏi về dữ liệu và băng thông. Thế nhưng cũng theo nhận định chung thì kể cả khi 4G được đồng loạt các mạng đầu tư mạnh trong thời gian ngắn tới thì mạng 3G với các dịch vụ hiện tại sẽ vẫn được phát triển song song và tồn tại một thời gian dài nữa. Tính đến nay, dịch vụ 3G đã triển khai tại Việt Nam được 6 năm. Hơn một nửa dân số đã quen với sử dụng data, dịch vụ dữ liệu trên di động. Theo nhiều ý kiến tại hội thảo, đây là một thuận lợi cho Việt Nam khi triển khai 4G với các dịch vụ dữ liệu mới có tốc độ cao hơn gấp cả chục lần 3G. Song song đó, các thiết bị đầu cuối cho 4G đều đã sẵn sàng trên thị trường với mức giá bình dân hơn. Chuẩn công nghệ cũng được các nhà mạng công bố là hiện đại nhất. LTE Advanced có thể khẳng định Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể cung cấp chính thức dịch vụ 4G. Hiện nay cái số lượng thuê bao 4G trên toàn cầu đã đạt 1.3 tỷ. Và như vậy thì cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho cái việc phát triển 4G đã sẵn sàng. Nói về mặt thiết bị đầu cuối như là smartphone, tablet thì đã có khoảng 5.600 các thiết bị hỗ trợ cho 4G được cung cấp bởi hơn 450 các nhà sản xuất. Và cái giá thành thì nó đã xuống thấp. Do đó có thể nói là hiện nay là cái thời điểm rất phù hợp để Việt Nam triển khai và phát triển 4G. Hiện nay thì các doanh nghiệp đã báo cáo, Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đang xem xét để có cái kết luận và dự kiến thì là trong tháng 9, tháng 10 thì là Bộ sẽ cấp phép để chính thức hóa cái việc là cung cấp dịch vụ của viễn thông sử dụng công nghệ 4G. Trên thực tế, việc cấp phép 4G chính thức trong 1-2 tháng tới là đòi hỏi cần thiết và phù hợp với chương trình phát triển băng rộng quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng được một hạ tầng băng rộng có thể phủ sóng 3G, 4G tới 95% người dân của Việt Nam vào mốc thời gian này. Điều này cũng có nghĩa những người dân, đặc biệt là ở vùng khó khăn hơn, vẫn có thể yên tâm sử dụng thiết bị cũ, truy cập dữ liệu di động 3G mà chưa cần phải lo thay đổi thiết bị. Về mặt chiến lược và phát triển thì chúng tôi cũng nhận định là ở Việt Nam thì 3G và 4G sẽ còn tồn tại song song trong thời gian dài, cho nên là những cái đầu tư vào cái hạ tầng 3G Việt Nam đã đầu tư trong một vài năm qua nó sẽ không mất đi, không lãng phí khi mà chúng ta triển khai mạng 4G trong thời gian tới. Trong trọn một ngày, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng chia sẻ để 4G triển khai được thành công, thì Việt Nam cũng rất cần hình thành được một hệ sinh thái với các nhà cung cấp hạ tầng mạng, các nhà cung cấp dịch vụ nội dung, nhà sản xuất thiết bị đầu cuối. Các cơ quan quản lý như Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cũng đang xây dựng những chính sách cần thiết hỗ trợ hình thành hệ sinh thái này cùng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Song song với hội thảo, sự kiện 4G LTE còn là triển lãm các sản phẩm thiết bị đầu cuối cho 4G cũng như các dịch vụ đòi hỏi băng thông 4G như truyền hình OTT, nhà thông minh, chính quyền điện tử hay ngân hàng điện tử.